Thế là hôm nay lại có món nhện chiên giòn rồi. Bỏ vào đây. Cái gì nó nổ thế nhở? Đùng đùng to phết. Phải đi kiểm tra mới được. Nay nhà búp bê cũng lạ. Lại không có ai canh cửa đấy. Hóng tình hình. Lại thất bại rồi. Chủ nhân đừng. Chủ nhân đau quá. Tha cho ta. Mang đây. Nó định chế tạo linh tinh gì đây? Mình phải quay lại mới được. Thành công rồi. Tụ lại đi. Tụ lại đi. Chủ nhân ơi, em nghe thấy tiếng nó xèo xèo rồi đó. Ta có khi nào chủ nhân, nhưng tại sao người lại bị nhiều nốt thế này? Nốt ư? Sao lại thế này? Mà các người cũng bị kìa. Sao có thể? Cần thí nghiệm của ta. Cổ của ta. Làm gì mà vui thế nhở? Xoay xoay tới gần quay cho rõ. Cho nhảy cùng với nhau. Nhảy đi các con ơi. Ta sợ lắm. Chắc chắn nó đuổi kịp rồi. Cậu ba con rồi. Ôi trời ơi, nằm trong chăn mà chẳng bảo gì cả. Là mẹ đóng vai cho chầu cà phê. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đây? Em đang ngủ, tự nhiên mẹ chui vào. Em vừa mới thoát cái, mẹ đóng em chầu pha luôn. Nó tưởng chuyện gì? Đi về, khoan đã. Nó không có chuyện nhưng ta có chuyện. Chuyện gì? Chuyện gì? Lại đây cho xem. Đây xem đi. Có khi nào xảy ra chuyện như vậy? Rốt cuộc đây là căn bệnh gì? Đấy, sau khi chế thuốc xong, người bọn chúng nổi đầy nốt. Sau đó gần á, đầy gân hiện lên luôn. Tiếp đến còn nhảy vũ điệu kinh dị lắm mấy đứa ạ. Làm sao thế? Dì ơi, dì xem lại bản mặt của dì đi kìa. Mà ta thì làm sao? Mẹ thề, cái con phải tin mẹ. Mẹ chỉ đứng quậy thôi, không đứng gần, không làm gì cả. Mấy đứa phải tin mẹ. Phải tin mẹ chứ. Tin mẹ đi mà. Tin mẹ đi. Nhưng mà tự nhiên người mẹ nổi nốt, giống y đúng video. Đúng nên rồi. Nên là bọn con sợ thôi em chị ạ. Chắc sáng nay mẹ em ăn mạnh bát bún chả nên bị viêm da đấy. Sáng mẹ này đi mẹ kiếm thuốc cho mẹ. Từ từ Cám. Thôi Cám, vì kiếm thuốc cứ để anh. Em cứ ở lại trong mẹ đi. Hến, đi theo ta. Lại đây Cám, lại đây. Lâu rồi mẹ con mình chưa lại gần đây xem video nè. Làm mẹ sao vậy? Khinh mẹ đấy hả? Mà thôi, thích làm gì thì làm. Ta đi ngủ đây. Giờ con bỏ đi cũng thấy tệ. Thôi con ngồi đây với mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi. Con canh mẹ ngủ mà. Này. Mẹ. Dạ.
dậy đi, còn đói lắm rồi. Gì đấy? Mẹ đang chơi trò mỗi lần đấy hả? Thế thì quậy thôi. Đúng rồi mẹ ơi. Tùng 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 dinh dinh dinh. Tùng tùng dinh dinh. Múa khỏe lên mẹ ơi. Để con múa cho mẹ xem. Hay 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 hay. Căn bệnh sâm bay. Triệu chứng đầu tiên: nổi mẩn khắp người, hội chứng zombie, còn được gọi là hoang tưởng ảo giác có ta, là một tình trạng tâm thần kinh hiếm gặp và rất kỳ lạ. Các triệu chứng này nghe quen quen. Cái gì đấy? Lên 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 lên. Gì đấy? Cái gì đấy? Mẹ với em Cám đâu rồi? Mẹ ghẻ với em Cám làm gì có nhà đâu, mà sao lại có tiếng hét vậy? Mẹ ơi, bọn tôi đã đi, đừng có làm vậy mà. Đừng lại người ta, tha cho ta đi mà. Mau đừng quay lại. Mình, chạy ngay đi. Không ổn rồi, ta vừa bị mẹ ghẻ cào em ạ. Anh Hoàng ơi, em cảm thấy hoa mắt chóng mặt quá à. Hến ơi, mặt em có triệu chứng nổi nốt mẩn rồi. Nhưng mà em có bị cắn, bị cào hay bị sướt cái gì đâu. Tại sao mình chưa bị lây? Chẳng lẽ triệu chứng đó lấy qua đường hô hấp? Nhưng mà sao ta vẫn chưa bị lây? Khả năng trong người anh có kháng thể chống lại được loại virus này. Bây giờ chỉ có anh có thể cứu được mọi người. Vậy ta phải làm gì bây giờ? Anh Hoàng, hình như trong người em bắt đầu biến đổi rồi. Anh mau tìm cách để cứu lấy mọi người đi. Cứu cả em nữa. Để anh cứu em. Bên này cũng có hả? Không được rồi, mình phải sớm tìm được Huyết Thanh. Mình vẫn trắng trẻo hồng hào. Đúng là mơ thật rồi. Không phải là mơ. Mới dọa một tiếng mà đã rồi. Sơn cả là quần. Đúng rồi. Thôi thôi mấy đứa, tại trang đi còn đi ngủ. Tối rồi còn ngủ lê dây mệt mỏi. Bài này đang hot trend. Anh ở vùng quê, nơi nghèo khó ở đó có trăm điều khó. Muốn lên thành phố nên phải cố, sao cho vùng anh luôn no. Thiên Lý ơi. Hả? Trang, Yến. Ui dài ơi, mấy cái bọn nghèo nàn này mà cũng đợi chết tấp tấp. Đúng rồi đấy. Đúng trên. Đúng đồ. Không quản nó luôn đi. Điện thoại của tớ mà. Hai cậu mau trả tớ đi. Ai cho? Thế sao không mất đi? Cái gì? Nhìn đây. Ui, Yến ơi Yến, con Lan nó còn nhiều follow hơn các cậu đấy nè. Ôi trời, đó là con gái của Ưng Thái. Thế mà nó còn nhiều follow hơn cả bố tớ. Ông ý là bố tớ. Nhà giàu mà không bằng đứa nghèo. Tớ lấy tiền để đập mặt nó. Đập này. Các cậu đang làm gì vậy? Trả điện thoại tớ đi. Trả điện thoại đi cho tớ. Trả hả? Trả đi. Trả này. Trả này. Trả này. Trả này. Đòi cậu làm gì vậy? Sao nào? Nhìn trả điện thoại quá đấy. Đây. Không trả đó. Đúng rồi đấy. Ghét thiết chứ. Đi học về là đi học về. Em bảo dám nhiều follow hơn tớ hả? Trời chết. Thả tớ ra. Chừa này. Không ổn rồi. Thầy giáo đến. Thầy giáo đến. Ui,
Nhanh lên, vào lớp không muộn. Nhanh lên, đi. Tất cả lớp cho thầy biết 10 chia 5 bằng bao nhiêu. Em thầy ơi. À, lại bạn Miêu hả? Thầy mời em phát biểu. Dạ, thưa thầy, 10 chia 5 bằng 2 ạ. 10 chia 5 sao lại bằng 2, bằng 3 mới đúng. Thầy ơi, bạn ấy. Không phải, bạn Miêu nói đúng rồi đó. Em mới chính là người sai, tiến bộ nhiều rồi nha. 10 chia 5 bằng 2. Bằng 2. Mà sao hôm nay lớp vắng vậy ta? Yến với lại Trang đâu rồi các em? Bọn em không biết ạ. Nhìn lên đứa đây đây đây. Hờ, giỏi ha. Muộn 40 phút rồi. Có 10 buổi đi muộn 9. Đi học vậy hả? Đâu, tuần này em đi học muộn có 6 buổi à. Cả tuần có 7 buổi. Đi học muộn hết 6 buổi. Cậu nhiều chuyện quá. Ê, không được, hai em lên úp bảng cho tôi. Lại úp mặt vào bảng. Tại cậu đấy. Không được than giảng nghe chưa. Vâng. Đi muộn phải chấp nhận. Úp mặt vô. Ba cái trò con nít dơ dài dơ dẫn. Đúng rồi, liêu liêu, cái đội đi học muộn. Này nhá, cái thằng dở bóng dở quẻ kia, liêu hồn đấy. Bố tớ đuổi việc cả nhà cậu ra đường bây giờ. Sợ quá, sợ quá. À thầy, xíu nữa thì quên mất. Nhà trường chúng ta đang mở ra một cuộc thi Idol TikToker. Idol TikToker? Là gì thầy? Là gì đấy thầy? Vào chỗ. Ở bên này. Vô đây. Là video của ai được nhiều view nhất thì sẽ được giải. Thầy mong cả lớp chúng ta vào. Thầy mong cả lớp chúng ta tất cả đều tham gia để lớp đạt điểm tiêu tốt. Thầy ơi, hôm ấy thầy cho em với bạn Trang là một đội. TikTok là dạ, sở đúng. Trường của bọn em. Nếu mà đạt giải em công ích cho nhà trường nha thầy nha. Được rồi, đây là mang tính chất giải trí, tất cả các em được tìm đồng bọn chơi với nhau. Thầy ơi, chúng em không tham gia đâu, nhà em nhiều việc quá. Đúng là con nhà hiệu trưởng, cậu mà không phải con hiệu trưởng, tôi đánh một trận no đòn rồi. Thôi được rồi, vậy thì những bạn nào tham gia thì đăng ký với thầy nha. Này, cậu có tham gia không? Tớ giúp nè. Thôi, tớ không tham gia đâu. Có sao đâu, cậu có lượt view và follow trên TikTok ổn định thế cơ mà, thế nào chả đứng top cho mà xem. Cứ tham gia đi, không phải lo. Thôi được rồi, để lần này tớ thử sức nha. Bây giờ mình phải làm gì để đu idol lên hot trend nha? Làm gì bây giờ hả các bạn? Làm sao để nhiều team nha? Làm sao để làm hot TikToker nổi tiếng đây? Đây 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 đây. Gì đấy? Gì đấy? Này, tớ phân tích thị trường TikTok rồi. Làm mukbang đi. Mukbang kiểu nhà giàu lên lắm. Ừ, mukbang á? Mukbang với món sandwich này á? Lên thật không đấy? Ý, cậu có phải là bạn thân tớ không? Phải. Cậu có tin tớ không? Tin. Tin 100% chứ. 200%. Thế thì cậu phải ăn. Ăn á? Ăn. Tớ quay. Ôi dồi ôi. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn đi. Ui, có người xem rồi. Hello mọi người, mình là Ngọc Yến Nguyễn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn món sandwich ăn cùng với xúc xích. Wow. Ngon lắm bạn ơi. Để mà nói cái độ ngon này thì ngon ngọt ngọt ngon luôn. Ui ui, xì ke xì ke. Ui, xì ke thả tim đây. Ui, chim xung xoăn đấy. Chim xung xoăn tặng hoa hồng đấy. Cảm ơn anh nha. Đúng rồi, ăn đi. Ăn nhiều vào, ăn liên tục hai cái vào. Ăn đi. Các bạn à, cái này mà thêm chút tương ớt vào, ngon tuyệt của mèo. Cái này á, mà có thêm một ốc sữa thơm ngon uống nữa thì tuyệt vời. Yến ơi Yến, cho hết vào mồm đi. Khán giả đang bảo là nhét hai cái một lúc vào kìa. Ăn hai cái á? Ừ, cho hai cái vào. Đúng rồi, ăn đi. Lan làm gì mà lâu thế nhờ? Miêu, tới đây rồi. Lan, cậu làm gì với đống mì tôm sống này? Ấy, trên TikTok đang hot trend múc bàn đồ ăn đấy. Nên là tớ múc bàn mì tôm sống. Nhà tớ chỉ có mỗi mì thôi Miêu ạ. Thôi thế cũng được. Giờ thì cậu cứ ngồi ăn đi. Tớ sẽ quay cho cậu một kiệt tác hoàn chỉnh. Được rồi, thế nào cũng viral cho xem biết. Hôm nay tớ sẽ múc bàn món đồ ăn này nha. Ngon lắm.
giòn. Ăn mạnh lên, mạnh nữa vào, nhồm nhoàm vào. Cảm giác cho người ta thấy muốn ăn đấy. Bốc hẳn cả nắm vào, to lên. Ngon quá các bạn ơi, các bạn nhìn mình ăn này. Tuyệt vời. Ui, ui Lan ơi, ăn mạnh nữa lên, người ta tặng sư tử, sư tử. Ui, con công to đùng, nhìn thử, nhìn thử nữa. Ui, ăn nhanh lên, 10.000 người xem rồi. Ai tặng đấy, để tớ cảm ơn. Là anh Cốc, con ông Lò Văn Chén. Cảm ơn đi, nhanh lên. Cảm ơn anh Cốc. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, bà Đào Thị Mơ lại tặng tiếp này. Cứ ăn đi, hết cả đĩa đi. Ngon lắm các bạn ơi. Ăn đi. Ui, có con sư tử rồi. Người ta bảo bạn tọng 5 cái vào mồm đấy. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Này, khán giả, bảo là ăn 5 cái vào đi. Ăn cùng lúc, nhanh lên. Này, ui, ngớt rồi à. Trời, đang live stream. Yến ơi, Yến ơi. Này, Yến ơi. Dậy đi, mình không thể bỏ cuộc như thế được. Bọn nó đang live stream đấy. Chúng nó vẫn lại á. Hay là để tớ phá chúng nó. Tớ không ăn nổi nữa. Ui, phá hả? Đi. Ừ, ý kiến hay đấy. Ồ, nhanh lên. Thế thì đi. Nhét vào mồm chúng nó luôn. Ui, ui, ăn nhiệt tình lên. Ui, mình đang top 2 rồi, sắp lên top 1 rồi, nhanh lên. Hey, nó kìa. Vào. Ui, đúng rồi, ăn đi. Đi rồi, đây thì live stream này. Live stream, cái đồ mấy làm gì đây? Thả này thì top 2 à, top 2 này, ăn đi, ăn nhiều vào. Không có làm gì đâu. Ê, các cậu, bình tĩnh lại, đừng đánh Lan nữa. Dừng lại đi mà. Này, dừng lại. Cậu không ăn hả? Ăn tiếp đi. Bỏ ra, bỏ ra. Này, chịu thua chưa? Bọn tớ mới là TikToker nổi tiếng biết chưa? Ăn đi. Các cậu, ăn luôn phần của bọn tao luôn này. Ăn đi. Thôi, dừng lại đi các cậu. Dừng lại cái gì á? À, lắm mồm này. Linh xử lý đi. Con này để tớ. Này, chịu thua chưa? Ê, này, tớ đang live stream đấy. Cậu đi làm gì hả? Hả? Live stream á? Hả? Live stream? Live stream mày ơi. Đây đây, đây. Cậu dám live stream hả? Live này. Tớ xóa. Xóa 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 xóa. Xóa rồi. Xóa rồi nha. Này, con ranh kia. Này, cậu live stream mà cậu không bảo tớ á, cậu xin phép tớ chưa? Định bôi nhọ danh dự của bọn tớ á? Đúng rồi đấy. Hai cái đứa này nha, ta cho xong đời luôn. Live stream này. Cậu làm này gì đây? Thì live stream không xin phép. Thôi các cậu, dừng lại đi. Tớ sẽ không tham gia cuộc thi này nữa, được chưa? Kỳ Lan, đừng mà. Lại còn kia à, vẫn còn muốn bị ăn đánh nữa à? Hả? Chưa đủ hả? Yên, cậu thả cậu ấy ra đi. Bọn tớ sẽ không tham gia nữa. Cậu không được ra điều kiện với tớ nha. Tớ thích làm gì là việc của tớ, cậu làm gì là việc của cậu. Cậu không tham gia nhưng mà tớ vẫn đánh được. Từ đâu không tham gia sao đỡ bị đánh được không? Dám ra điều kiện với tớ hả? Thôi Yến, vậy bọn mình đến lớp để nhận phần thưởng đi. Nhớ sao mặt này đấy. Sao đòi với bọn nghèo hèn này làm gì? Nhớ đây. Thôi, kệ các cậu ấy đi cậu à. Chúng ta chấp nhận từ bỏ cuộc thi này thôi. À, nhưng mà cậu tham gia cuộc thi này để có tiền lo cho gia đình mà. Nếu không tham gia thì cậu lấy tiền đâu để lo chứ? Thôi, không sao đâu. Để tớ tìm cách khác kiếm tiền vậy. Thôi, cố gắng lên. Có gì tớ sẽ giúp đỡ cậu mà. Cảm ơn cậu nha. Đi thôi. Này, ngủ cái gì mà ngủ? Gì đấy? Hôm nay công bố đấy. Thế nào mình chả đứng top. Không sao đâu. Rồi chúng mình sẽ vượt qua được mà. Này, tí nữa mà mồm lép bép với thầy giáo á thì đừng có trách nha. Nghe rõ đó biết chưa? Ui, thầy giáo đến. Hey, chào tất cả mọi người. Em chào thầy nha. Được. Nồn quá, nồn quá. Trên tay thầy là kết quả của người chiến thắng. Hôm nay thầy sẽ công bố. Công bố rồi Yến ơi. Các bạn có tên sau đây sẽ đứng dậy cho thầy. Miu, Lan, Yến Trang. Sao lại bốn người sao vậy? Sao lại bốn? Giải có một thôi mà. Riêng Yến với lại Trang, lên đây thầy cho cái này. Đây, làm sao mà bốn người được? Đúng rồi, biết ngay mà, giải thưởng trong tay. Tụi em đặt giải đúng không thầy? Các em xem đi. Xem gì đấy ạ? Chim mày đang ra chim mày. Thì tớ tưởng cậu xóa rồi cơ mà. Thì tớ xóa live stream nhưng mà đứa nào coi rồi nó quay lại sao biết. Lại còn sao nữa hả? Ở môi trường này
không bao giờ có bạo lực. Video của em giờ cả xã hội biết rồi. Các em thấy mình sai chưa? Dạ, biết rồi ạ. Biết rồi hả? Các em về tự kiểm điểm bản thân đi. Ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi. Mau đi về chỗ. Lại nữa. Bố mẹ em bận lắm. Mời phụ huynh. Bận cũng phải lên. Giờ. Thầy rất bất ngờ khi giải thưởng lần này thuộc về em. Nghĩa. Hả? Thật hả thầy? Hả? Nghĩa à? Ôi trời ơi, đúng là làm gì cũng được mà. Quý sợ mà. Nghĩa, chúc mừng cậu nhé. Các em bất ngờ khi Nghĩa được giải đúng không? Vậy thì hãy xem đây. Đau quá, có ai giúp tôi với? Hả? Ông ơi, ông có sao không? Tôi đau chân quá, cậu có thể dẫn tôi về được không? Dạ được ạ. Nhà ông ở đâu? Để con đưa về. Đây là một hành động đẹp. Mình phải quay lên để ăn xu hướng nhiều view. Đây nè cháu, nhà đây, nhà đây. Các em có thấy bạn Nghĩa xứng đáng không? Đa tạ, đa tạ. Chúc mừng cậu nha. Chúc mừng. Đa tạ. Đúng là mèo mù. Thế mà cũng lên xu hướng được. Vậy mà cũng có giải. Tóc buộc đi. Dạ, chả buồn nói. Mẹ ơi, hôm nay hoa đẹp thế này, mẹ con mình nhảy một bài gọi là Under Pizza, cà phê trứng, thêm li macchiato. Tên 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 tên. Mẹ con mình nhảy chứ phải gọi là nét luôn mẹ nhỏ. Chuyện hai mẹ con nhảy gì ghẻ đi đâu mà trông phấn khởi thế nhỉ? Nhìn như kiểu là hai con đu dừa ấy mẹ. Này 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 này. Để mẹ. Cái gì cơ? Này cái bà già kia, bà nghĩ bà hơn ai mà bà nói hả? Nhìn tóc bà đi, tóc bà đen hơn tôi không? Mà chưa kể nhá, tướng tá nhìn thì hiền lành mà thân thì lại đi sống trổ. Nhìn bà già như các bà ấy là mặc đồ đen rồi, chứ ai mà còn đú trang bóng hồng như bà nữa. Chưa kể bà sinh ra đứa con ấy, trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái. Để mà nhìn thân hình que bà có giống cái tâm trước gió. Tôi thổi cái là bay còn chê người khác, nhìn ngứa cả mắt ra. Đấy, có hơn con nhà người ta không mà còn suốt ngày chê. Mẹ ơi, người ta chửi mình kìa. Bà quá đáng vừa thôi nha. Coi như là tôi có hơn ai đâu. Tháng kiếm có tỷ bạc, ai như con nhà bà, tháng kiếm đâu có 1.000. Tài chính thì ít, mà tài giặc thì nhiều. Thôi, đi thôi con. Đôi này á, không cùng đẳng cấp. Không cùng đẳng cấp nha. Này này, bảo ai không cùng đẳng cấp hả? Này nhớ không cùng đẳng cấp là như thế nào hả? Thích chết không? Mẹ ơi mẹ. Cái gì? Ý là cái bà ấy chê hai mẹ con mình nghèo hả? Chứ sao nữa, mẹ ăn hại vừa thôi. Từ lúc mẹ đẻ mày ra đến giờ mày có cho mẹ được nghìn nào không hả? Bà bảo thế là đúng rồi đi. Hả? Sao mẹ lại bảo con ăn hại? Con đi kiếm tiền cho mẹ xem. Đúng rồi đấy, mày mà không kiếm tiền gì để cho mẹ thì đừng về nữa. Tết này đừng kiếm có dám cái mặt về đây nữa chưa? Quá đơn giản, quyết tâm. Đi luôn đi. Đời tay trắng như vôi, tiền tiêu không có, biết khởi nghiệp gì đây? Mẹ thì kêu ca, làm con tốn thiếu đủ điều. Đời Nghĩa nhân bây giờ bạn như vôi. Anh Hoàng thiệt tấm mà nhỉ? Phải tiền khởi nghiệp thôi. Tấm. Anh Hoàng. Tấm ơi. Cám, em vừa đâu ra đấy hả? Đã hết chuyện của anh. Em thì em chui từ dưới đáy lên đây để. Thôi nhờ gì em nói luôn đi, mất hết cả việc. Có chuyện gì? Chuyện này á, chuyện to chẳng phải mà chuyện bé thì không. Nhưng mà chuyện nhảm nhí thì nhiều ý. Là sao? Tiền đấy đấy. Lại tiền, em bước ăn chơi lại đi nhớ. Anh đừng có nói em ăn chơi. Từ cái giây phút mà em đứng đây, từ cái khoảnh khắc mà mẹ em đẻ em ra, từ cái lúc mà em xin tiền anh chị, là em đang suy nghĩ là em đang khởi nghiệp. Khởi nghiệp á? Làm giàu á? Đúng. Em đi từ hai bàn tay trắng, chẳng gì gì khó, nên là không cần lo lắng cho em. Thế nên là cho em 2 tỷ đô, em khởi nghiệp làm giàu. 2 tỷ đô? Ôi trời ơi. Tất cả nhà anh đi cũng không được một góc của 2 tỷ đô. Anh cho em mượn kiểu gì? Đúng rồi đấy. Anh chị làm là 1 tỷ đi. 1 tỷ thôi. 1. Nhớ mồm đấy. Một uy tín mà. Thì
gì một đi. Đúng số một em bảo. Đúng một đồng đấy. Một đồng? Một đồng. Này anh, ở cái xã hội này thì một đô thì làm được cái trò trống gì? Anh chị thì giàu nước vách ra, em thì cho đúng một đô để khởi nghiệp làm giàu. Thế này thì anh cho em làm mình làm mỹ chứ làm giàu gì hả anh? Này, anh nói thẳng vào cái mặt em cho em biết nhé. Xã hội ở ngoài kia nhiều người một đồng cũng không có. Em thì suốt ngày ăn chơi đàn đúng, không lo học hành gì cả. Bây giờ anh cho em ngần này tiền thì một là em cầm lấy, không thì thôi. Nhưng mà anh nể tình anh em trong nhà, anh cho em số tiền này để em đầu tư làm giàu. Em hiểu chưa? Có lấy không? Mà lần nhân chỗ tiền lại còn đòi hỏi, được dối lại đòi hai bà Trưng. Nàng nhỉ, một đồng này ăn cũng không đủ no, nói gì đến làm giàu làm tiền. Ôi giời ơi, tiền ơi là tiền. Chút 1 tỷ chứ căn hộ rồi. Hả? 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 căn hộ. Hóa ra mẹ con nhà này làm giàu kiểu này. Biết mánh rồi nhá. Làm giàu thôi. Đặt đi. Tiếp tục đi. Tức tay luôn. Sao gì làm heo? Mở đi. Này, xem tí thôi. Ở đâu ra đi. Có tiền không mà giàu chơi? Có tiền không? Con nhà nghèo này thì làm gì có tiền? Này, đừng có mà khinh thường người khác nhé. Đây, mang tên Mộng Thị Cám. Nghĩ gì mà không có tiền? Tiền đâu? Dâm bạc cái đồng bạc lẻ này á. Nhà con này đây. Đâu? Thì đây. Ôi trời ơi, một tờ này cầm về mà mua bím bím. Cầm mà ăn vậy đi. Không chủ cho một người chơi đâu. Cái tờ tiền này về mà mua đậu mà ăn nhá. Này, nhỡ đâu ta may mắn thì sao? Nhỡ một đồng này ta kiếm được một căn nhà của ngươi, một căn hộ của thằng kia và một gia sản của bà này thì sao? Thế thì đặt xem có ăn được không? Đúng rồi, đặt đi. Đặt đi, nhỡ đâu lại được gấp đôi. Theo con. Ôi gà. Ôi gà, mở bát đi cho nó biết mùi. Gà, mà đến tận hai con, sao nhà ngươi đổ thế hả? Sao mắng được như thế nhỉ? Cho xin hai tờ tiền đây. Thế mình mất à? Thôi tiếp nha. Đỏ, tất tay luôn. Nhanh tay đào đi. Mẹ bên đó cũng hải sản. Quế thì kiểu cua nha. Mở ra. Cua. Ủa gì? Lại ăn ba tô, giúp ba tiền. Mang tiền đây. Ôi trời ơi mẹ ơi. Từ lúc con này ra, dí mẹ con mình đen quá à. Ngươi làm gì? Không có gì mẹ ơi. Ngươi cũng may mắn đấy. Tiền thưởng của ngươi đây. Ôi tiền của tôi. Làm giàu không khó, chỉ có con ngu mới không biết làm giàu thôi. Thôi sắp tiếp đi để em đặt. Đặt đi. Lần này em đặt chơi trước lớn. Đi. Bắt tay con cua luôn. Gà. Còn sao chưa? Lật nhá. Lật đi. Cua. Mẹ ơi, nó từ cua kìa. Thế mẹ con mình chơi nó luôn. Nó đang cầm tôi luôn. Cua đi. Cua. Ngươi theo cua ta là chuẩn rồi đấy. Ô cua, thế thì ta theo ngươi nốt. Ưi, cua. Cua. Mở này. Vậy là thua hết rồi nha. Đồng này ta xin. Mẹ ơi, ta không theo ngươi thì ta ăn hai con gà rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, cố lên. Mình đang đỏ mà, sao mình lại đứt gánh giữa đường thế này? Cua ơi là cua. Hết tiền rồi mẹ. Này, mà người đang đỏ đây, hay là chơi tiếp đi. Ừ, đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy, vận may đang đến lại. Kiếm nhảy thử đi. Đúng rồi đấy, may mà không kiếm tiền về đây cho mẹ thì đừng có về nữa. Tết này đừng có giác cái mặt về đây nghe chưa. Kiếm tiền quá đơn giản. Đi luôn đi. Ngã ở đâu? Ta gấp đôi ở đấy. Được, các ngươi chờ ta. Đúng rồi đấy, lấy nhiều nhiều vào. Công nhận con này dễ lừa thật đấy. Ngu là dễ lừa mà. Ai bơ hết tiền của nó. Mẹ ơi. Ê, con cá, mày đi đâu từ sáng tới giờ thế? Mẹ, mẹ có muốn con làm trạng danh gia đình không? Có. Mẹ có muốn giàu sang phú quý không? Có. Con muốn tiêu tiền mà không bao giờ phải suy nghĩ không? Có. Thế thì cho con mượn giấy tờ nhà đất đi, để con làm giàu. Không, nghĩ gì mẹ đưa cho mày. Có mỗi mảnh đất để mẹ ở, đưa mày mày bán. Tiền mẹ để đâu nhỉ? A few minutes later. Mẹ ơi, con đi làm giàu đây. I love you. Bảo là quay lại liền mà lâu thế nhỉ? Đợi từ nãy giờ. Ta đã trở lại và
Lời chi sáng mãi cũng không hết được. Ôi mẹ ơi, con này nó mang cả gia tài đến đây, đúng là đồ đất số 2 thì không ai dám đứng số 1. Lần này ta tất tay hết. Người đặng đi ta theo luôn. Cua, anh em đâu? Ngươi đặt cua thì ta theo cả ba lý chuyện với nhà ngươi luôn. Ta cũng theo ngươi luôn. Ta cũng theo người cua nốt. Được rồi, để ta sóc nha. Mở đe. Cua. Quả này nó mất hết đất nhà rồi mẹ ạ. Cua. Bầu quá. Ôi mẹ ơi, thế là mất hết rồi. Cái gì vừa xảy ra nhỉ? Cho ta vay tiền. Không được, giờ ngươi đâu còn cái gì nữa. Ta mà cho vay thì chỉ có mất thôi. Ngươi, chính ngươi là mẹ con ta đã đường ở rồi đấy. Cua thế này à, nghe lời ngươi mà ta mất nửa mảnh đất rồi. Cua đúng là độc ác mà. Đem tiền cho ta đi. Cua ơi là cua. Đúng là con ngu. Đầu đất chỉ có mà mất đất thôi. Nhau đi. Chia. Rõ ràng vừa nãy mình ngồi nói chuyện với con cám mà bây giờ nó lại đi đâu rồi. Cám ơi, cám. Ui da, các ngươi là lũ nào mà lại kéo đến nhà ta? Nhà nào của bà giờ là của tôi rồi. Sổ đỏ của ta, các người dám lấy trộm của ta, ta báo quan đi. Bà báo cái gì mà báo? Con bà ấy báo hết rồi. Từ bây giờ ấy, cái nhà này là của chúng tôi. Đất, bà hiểu đừng chưa? Đừng có bà với vẫn. Người đâu? Đưa bà ta ra ngoài. Cái người trả sổ đỏ lại cho ta. Đưa bà ta ra ngoài. Sổ của ta. Đi sổ ra của ngoài. Giờ mình hưởng thụ cuộc sống ở đây thôi. Thả ta ra. Chứa mày khỏi chỗ này nhanh. Đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Bọn ăn cướp lại còn la làng này. Các người thích chết không? Ta báo quan để ngươi đi tù cả lũ. Mình phải về đây xem cám khởi nghiệp đến đâu rồi em nhỉ. Hay là chết đói. Thiên sư lũ các ngươi. Các ngươi có gan thì lên hết đây một lượt xem. Bà xử từng đứa một nha. Đồ xấu xa, đồ độc ác. Bà mà giả cho một phát thì lực lượng bỏ từ trước ra sau luôn. Toàn cái lũ lừa đảo chơi trò chơi bất hợp pháp. Ta mà báo quan cho lũ bay đi tù cả lũ. Nghe chưa hả? Mẹ, có chuyện gì vậy? Lại còn hỏi nữa à? Là em cám của mấy đứa đấy. Nó đi chơi cờ bạc bán hết cả nhà cửa của mẹ rồi. Có chuyện đó sao? Con tưởng em cám đi khởi nghiệp. Đúng là đi khởi nghiệp. Nhưng mà khởi nghiệp bầu cua tôm cá đấy. Ôi trời ơi, hai đứa có cách nào giúp mẹ đi. Mẹ không muốn ra ngoài đường ở. Mẹ cứ bình tĩnh. Trước tiên chúng ta phải đi tìm em cám đã. Rồi chuyện gì cũng sẽ giải quyết được mà. Đi. Sao số tôi lại khổ thế cơ chứ? Đúng rồi đấy, mày mà không kiếm tiền gì để cho mẹ ấy, thì đừng về nữa. Thế là mình bị lừa à? Ơ, trong cái khỏi, lỡ cái cơm, hết nợ rồi. Mong thiên cám ơi.
Hôm nay trời đẹp thế nhờ. Ở nhà thì hơi phí, mình phải đi chơi thôi. Con ngồi đây rồi. Đi chơi đi. Mà có trầy xước một tí, cô ăn vạ làm như là cô bị què quặt không bằng ấy. Ngươi được lắm. Vậy nên là tôi sẽ... Câu đề người ta tiền đi. Cô này, cô định thành hung người à? Ngươi có biết là xước tí da là 3 tỷ 6 mà rớt tí máu là 6 tỷ 4 không hả? Mà chưa hết đâu á. Tôi chưa hai dãy chân nữa này. Con này ăn vạ kinh quá, không rõ lại đi. Cô đừng gặp lấy mà về khám lại thần kinh điên nha. Có mỗi bằng này á. Này, thả tôi ra. Ê, của tôi mà. Vàng của ngươi nhưng mà là tổn thất của ta. Ngươi biết chưa? Trả tôi đi. Vàng của tổ tiên thích để lại. Ê, ngươi chứ. Lấy lại tôi đây. Ngồi đi. Thiên dạ nhớ hả? Có ngon vào đây. Ây trời ơi. Làm giàu không khó, chỉ là không có người để mình làm giàu thôi. Ai hoa quả sạch đi. Hoa quả sạch nào. Đúng lúc đang xem. Cho anh em tôi vào đi. Đây. Tôi thích ăn hoa quả tươi lắm. Ông mau bán cho tôi đi. Nghe nói là anh bán ngon nhất cái vùng này đây. Mau lấy cho anh em tôi vài con đi. Bán cho tôi được tiền đây. Các anh quá khen. Được rồi. Đủ rồi đó. Còn tôi về nha. Còn tôi đi về đây. Tạm biệt. Bye bye anh nha. Các anh về cẩn thận. Mua may mắn đó. 1, 2, 3, 4. Ai mua ổi mua quýt mua táo đây. Hoa quả sạch nè. Cô là ai? Thì chỉ lửa đi, toàn hoa quả ngon thôi đấy. Tao phải thử trước, ngon tao mới mua. Ôi, chữa mua mà ăn thế này có mà lỗ à. Chị cứ ăn đi ạ, ăn thoải mái. Hai cân. Hai cân ạ, đây đây. Này, em gửi chị. Em xin ạ. Chị phải thêm tiền ạ. Ồ chị ơi, chị lấy hết hàng của em đâu có được. Chị phải đưa thêm tiền ạ. Rồi, em xin nha. Cảm ơn chị. Ngươi giữ tiền của chị không được lâu đâu. Ây da, mỗi lần thế nha. Để xem hôm nay kiếm được bao nhiêu nào. Wow, 5, 10, 15, 20. Cứ thế này á, năm nay mình xây được nhà rồi. Hả, chị làm gì vậy? Ngươi á, ngươi bán đồ ăn đi toàn phân khúc sâu. Để chị đây bị ngộ độc này. Ta tịch thu tiền này. Ây hui, đau bụng quá. Cái chị này, chị đừng có mà ăn điêu nó phét nha. Tôi làm vậy bao giờ? Đừng có mà ăn cái máu của người nha. Quá. Ôi dồi ôi. Đây, anh kia, anh bán hoa quả kiểu gì có thuốc sâu à? Đây, anh nha, anh phải xem lại anh đi. Không phải một mình tôi đâu. Cả học tiền của Mỹ nữa này. Thôi được rồi, tôi xin hai người được bảo quản. Tôi sẽ đền, tôi sẽ mời. Nhanh đi. Đây, của cô đây. Được rồi, tôi đi đây. Vô chùa mặt lão này đi nha. Làm sao bán tôi đứng vào nghe chưa? Ê, tiền đâu? Ôi ôi, tiền của những thằng mù thơm thật đấy. Xong chuyện rồi thì em xin nha. Có gì cứ gọi em nha. Gọi chứ, khó gọi liền. Cầm tiền của bà đây, không chắc đâu cưng à. Thả ra. Mau quýt ra khỏi nhà này nhanh. Tôi xin các người, đừng, tôi không muốn ra ngoài đường ở đâu. Đừng mà. Con gái của bà giết tiền tôi. Giờ căn nhà này là của tôi, mau biến đi. Không. Sắp chết đấy. Ôi trời ơi, mới hùng rồi, mới bỏ đầu rồi. Cứu tôi
ra. Chủ nhân ơi, bà ta vỡ đậu rồi. Có khi nào bà ta ăn vạ không? Em không biết nữa. Ôi trời ạ, giết người, cảm ơn. Giết người. Này, người mà không bồi thường giống như bà ta, không trừ nổi đi á. Thì bà ta sẽ sinh ra đây đây này. Chú Lê Lê Quê, đi chạy cho ta. Giết đi. À, người giả vờ chứ gì, ta biết chưa? Người bảo bà giả vờ. Đầu mày ném máu thế này mà người bảo giả vờ á. Bây giờ ta mà báo quan thì em mang cho các người đeo còng, mặc áo sọc, đi tù một góc luôn. Mẹ tụi con, Phật nói dám bảo mình điên. Mày tin đập thật à? Đập giả thôi, mày tin có đi, không đau đâu. Đập giả thôi, rồi, rồi. Mày tin có đi, không mày đau xong đâu. Rồi. Ngươi mà không xóa nợ á, mẹ của ta sẽ chết ngay đây, ngươi tin không? Cảm ơn hàng thật đi con ơi, thật đi, đau lắm. Bài nhá. Chuyện gì vừa xảy ra vậy các bạn? Giải thích cho tụi mình với. Đang tung tăng trên trời, đàn mây xanh hôm nay xuống chơi. Em hôm nay hơi buồn thay. Anh đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây? Bây giờ muốn đưa ra bàn tay thì phải có bánh đây. Đói rồi. Đói thì bây giờ kiếm đâu ra thức ăn bây giờ? Nhanh lên, không đói lắm rồi. Chẳng thấy mùi dưa, toàn thấy mùi kẹo thôi chàng nhỉ. Nàng ăn đi, ta mới trứng lột của thằng cu đầu sớm đấy. Lột cái gì mà lột? Thằng cu đầu sớm là em tao. Mấy cái thứ nghèo hèn như anh chị mà đòi ăn kẹo mút nè. Kẹo này á? Em ăn. Cám, em mau trả anh kẹo đây. Kẹo anh cho tắm mà. Đau. Sao răng, sao đấy? Răng tắm. Như có con gì chạy trong mồm ta đâu quá. Đây á, không quan tâm. Đau quá. Thôi để ta xem chưa nào. Không xong rồi. Hỏng. Con sao to bằng cả cái ngón tay rồi. Sâu quá. Có phải chàng lừa đánh răng không? Cái bàn chải đánh răng của ta gãy từ một tháng nay rồi. Nàng không mua ta đánh kiểu gì? Thế mà chàng không bảo thiếp. Thôi được rồi, đi làm bác sĩ khám răng cho. Đồ ăn ngon quá. Kẻ muốn ngon như thế này, anh chị á không xứng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Cám. Cám gì ơi, gì? Đang chơi đang chơi. Mẹ con gái còn đứa mà. Chơi lên tên lên tên với chơi game như thế này. Em chơi mà. Con gái còn đứa. Lớn bằng cái xào chọc rồi mà còn ăn bim bim. Mà còn chưa kể còn ăn kẹo. Không sợ bị sâu răng hả con? Mẹ yên tâm. Răng con chắc lắm. Sâu làm sao được. Con sâu gặp con chạy mất dép. Nhân cái mặt ra. Trả cho con đi. Mà vẫn ăn à? Con sâu làm sao được. Ngon. Mẹ đau. Sưng rồi. Đau. Hả to ra. Ôi trời ơi. Cám, mày sâu nguyên hàm rồi. Ôi trời ơi. Đau quá mẹ ơi, mẹ cho con đi khám đi. Sưng bố nó mồm rồi. Không sao đâu, cố gắng lên. Đau quá. Sắp đến mình rồi. Đau quá. Tại kẹo của anh này nên con mới bị đau răng đó mẹ. Sao lại nhìn anh rồi đổ tội? Thôi không nói nữa. Chỉ tại cái kẹo của mày chứ còn gì nữa. Nhanh vậy, đi ra quá. Đây là chỗ của mẹ con tao ngồi. Nhanh lên. Làm gì có lý đó. Bọn con phải xếp hàng từ sáng đi ra. Đó. Nhanh lên. Con gái mẹ ngồi đi. Đơn quá hả con? Hai người mời anh Hoàng Chị Tâm.
đến lượt mình rồi. Vào thôi. Bé sĩ, đến lượt em rồi à. Cứu giới, em đau răng quá. Cứ bình tĩnh, rượu uống cả chai mà gà thì đớp cả con, đau răng là đúng rồi. Há cái miệng ra để kiểm tra xem có sâu răng thật không. Bé sĩ ơi, em mèo lắm, ăn bữa trước còn phải lo bữa sau, làm gì có gà mà ăn. Bé sĩ khám cho em với. Há miệng to xem nào, há to ra. Đâu rồi xem nào. Úi giời ơi, sao răng vậy mà cứ đen ngỏm như thế này. Ui, đèn quá đèn. Ủa? Được đây. Sao? Thôi được rồi, răng cậu về cầm kìm bẻ là hết. Răng cậu về cầm kìm bẻ là hết. Mời bà vào trong để tôi khám cho. Bé này, cầm kìm bẻ là hết nha. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn biết chưa. Ở đây có dịch vụ gì nha? Dịch vụ của tôi từ A đến Z. Đầu tiên là phải há mồm. Ôi giời ơi, này, sao răng con bà lại có cả bọ hung ở trong này? Cả bọ hung ở trong này? Tôi nhớ không nhầm là bọ hung chỉ ăn phân thôi mà. Con bọ hung này á phải to bằng cái đầu bà. Trời ơi, bọ hung này, bọ hung chỉ ăn kít thôi mà. Bác sĩ ơi, bác sĩ, có dịch vụ nào tốt nhất, bác sĩ làm cho con tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chơi. Được ngay, nhưng mà căn bản có tí xỉa răng tí. Xỉa răng tí. Chỗ này chưa đủ xỉa răng. Tôi thấy là phải nhanh nhanh một tí nữa thì kinh tế mới phát triển được. Đây à, đủ chưa? Ôi giời, đủ ngay đây. Tại mình nghèo không có tiền, thua hết người ta 80. Giờ phải làm sao? Bên khoa của tôi dịch vụ rất là tốt. Đầu tiên muốn răng trắng là phải lấy cao răng. Xong tiếp theo là lấy cái hàng xì hàng chọe cho nó tóe lửa vào. Rồi tiếp theo chúng ta phải cạo lưỡi, lấy cao răng các kiểu, lấy răng mới đè lên cái răng cũ, răng cũ lại nhổ ra rồi lắp vào, rồi lấy cái hàng xì chọe vào hàng cái răng. Dịch vụ là như thế. Hai mẹ con bà sẵn sàng chưa để tôi làm luôn? Bác sĩ, có dịch vụ nào tốt nhất làm hết cho con gái tôi? Được rồi, cứ tin vào tôi. Lên, chị mộm vào đây. Đầu tiên chúng tôi phải hút tủy. Giữ đầu nha, chịu đau nha. Tủy này là hơi bị thối đấy nha. Cảm ơn mẹ ăn cả chuột chết à. Sao thối thế con? Thối quá, phân gỡ bằng cũ. Như thế này là phải nhổ răng rồi. Nằm xuống. Mẹ ơi, con không nhổ đâu. Nào, nằm yên nha. Ha cái miệng ra, bác khám cho. Không đâu đâu, nó chỉ hơi nhói tí thôi. Đau quá Tấm ơi, đau quá. Chàng cố lên, cô chịu một chút mà thôi, sắp xong rồi nữa. Thôi đi về đi, ta khám ở chỗ khác. Đau quá. Vậy mình đi chỗ khác vậy. Bây giờ phải thế nào, răng ta đau quá. Đau quá chú ơi. Cố lên con ơi, mệt sắp hết thối rồi, sắp thơm rồi, cố lên. Con ơi, cố lên con ơi, cố chịu đau một xíu nữa thôi, sắp được rồi, sắp thơm mồm rồi. Chị đi đâu vậy à? Em ra chơi tí thôi mà. Em ra đây dám khám trốn bệnh, bà chạy đi ra đây hả? Khám bệnh. Khám bệnh mà. Chị, sao lại bắt bác sĩ đi? Đang khám mà. Giấy chứng nhận tâm thần. Tâm thần ư? Đúng vậy, đây chính là bệnh nhân tâm thần chúng tôi vừa bắt được. Đi, đang khám mà. Anh thôi không khám nữa đâu. Dễ ra giúp bà đây, bà đợi rồi. Bệnh nhân tâm thần á. Mẹ thương, mẹ thương. Sao mẹ đưa con đến cái chỗ thằng tâm thần thế này? Mẹ thương, mẹ thương mà. Mẹ để cho thằng tâm thần nó nhổ ra tới như vậy. Cố gắng lên, và ba bữa nữa nó sẽ tự khỏi thôi. Lại còn tự khỏi nữa. Đang chữa bệnh mà. Không đi đâu, không nhanh có đi đâu. Đang mà. Chữa bệnh mà nhanh. Không đi đâu, không về đâu. Sợ tim lắm, sợ tim lắm. Bệnh nhân tâm thần á. May là không chữa đó. Nhưng mà răng ta đau quá, biết làm thế nào. Đi tìm bác sĩ khác xem thế nào. Hay xem có ai giúp được chúng ta không. Đi. Gãy chân rồi, có ai không cứu tôi với. Tấm ơi, ở kia có người gặp nạn kìa. Đi ra xem. Gãy chân sắp chết rồi. Ông có sao không? Ông
có làm sao không? Tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều nha. Mà mộng cậu bị làm sao mà sưng dù hết là như thế kia? Dạ thưa ông, chuyện là chồng cháu bị đau răng, vì cả tháng không đánh răng, bây giờ tìm bác sĩ mãi chẳng thấy. À, thì ra là bị sâu răng. May là cô gặp đúng người rồi đấy. Tôi có lọ thuốc sâu răng đây, xúc miệng cái là khỏi ngay. Sao lại có loại thảo dược thần kỳ như vậy sao ông? Cảm ơn ông nhiều ạ. Cậu cứ thử luôn đi, hiệu nghiệm lắm, gia truyền nhà ta đấy. Đỡ chưa? Chàng thấy sao rồi? Nè à, nè xem nè. Trời, sao nó mất luôn rồi kìa. Đúng là thú hay thật đó. Cái này thì nhiều ra ăn thịt gà tốt. Thật là cảm ơn ông. Không có gì, ta tặng cậu chai thuốc này coi như là trả ơn cậu vừa giúp ta. Quá. Ta đi đây. Cảm ơn ông. Ông đi cẩn thận nha. Khổ thân. Đi. Mẹ ơi, con không chịu được nữa rồi. Sưng càng ngày càng to. Con đau à. Tại mẹ chứ. Từ đầu mẹ đã bảo là không ăn kẹo rồi mà mẹ cứ ăn. Bây giờ răng nó sưng như thế này rồi, biết chữ kiểu gì. Ôi trời ơi, lớn bằng ấy tuổi đầu rồi mà còn bị sâu răng. Mẹ nói ai? Mẹ nói con gái tao á. Tôi nói con nhà bà luôn ấy. Này, mẹ ta đau răng chứ không đau người đâu nhá. Sao, thích gì? Muốn tôi đấm cho gãy hàng tiền đạo luôn không? Mẹ nghĩ tao sợ hả? Này, răng tao đau, nhưng tay ta không đau đâu đó nhé. Nhá. Trời âm u xám xịt như này là đêm lành hay đêm dữ hả mẹ? Ôi dồi ôi,
theo triết học, lý thuyết học, sinh lý học của mẹ thì trời sắp bão rồi đây. Trời sắp bão rồi đây. Sắp bão á? Có đâu. Ôi trời ơi, còn đứng đấy nữa à? Trời mưa, quần áo con chưa rút, mồm mẹ đen thật đây. Đợi con. Sao trời lại tối om thế này? Lính đỏ, các ngươi đâu rồi? Dạ, bọn em đây ạ. Các ngươi mau đi xem có chuyện gì xảy ra. Mốc, vâng ạ. Đi. Sao không thấy có gì hết, đây lạ thật đấy. Wesley, cô đừng tới đây nha. Bọn ta chưa làm gì cô đâu. Ngươi định làm gì? Bọn ta không sợ đâu. Nhìn đi. Mệt quá. Wesley, cô đừng làm hại tôi. Bọn này làm gì không biết. Sao mà lâu thế nhỉ? Wednesday, chào mừng cô đã quay trở lại. Ta trở lại để còn tiêu diệt kẻ xấu như ngươi. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, đánh nhau to rồi. Toát đầu luôn ấy nhỉ. Mẹ nghĩ ai thắng? Wednesday, công lực của cô bao nhiêu năm cũng mạnh dần rồi đấy. Không mạnh thì làm sao ta có thể bắt được cô chứ? Ôi dồi, căng thẳng gay go rồi. Mẹ nha, mẹ cá con búp bê thắng đó. Nó chuyện thế kia cơ mà. Wednesday phải thắng chứ. Thế mẹ con mình phải làm cái đủ. Chơi luôn, con sợ. Có mẹ kết quả sang tiền nha. Chốt rồi đấy. Sợ gì cũng chốt. Thôi, cá cược một tờ thôi mà. Một gì mà một, chơi gấp ba. Xin kịp, xin tiết kịp. Cuối cùng cũng đã chịu đầu hàng chưa? Người đâu rồi? Mau ra đây, nhanh lên. Búp bê của mẹ bỏ của chạy lấy người rồi. Tiền. Là con lên. Đâu mà đưa. Nhưng mà mẹ chơi phải chịu chứ. Lâu. Cô ấy nhìn ghê thế. Ta có làm gì đâu. Bông. Này, bọn ta có làm gì hại cô đâu chứ? Không có. Hai người. Cô, ta tha cho bọn ta. Bọn ta không có làm gì đâu. Hả? Hãy giúp ta tìm kiếm hang ổ của búp bê. Cô ta là kẻ xấu, ta phải bắt cô ta về để quy án. Hãy giúp ta. Giúp đi con, mẹ già rồi. Ê, phải hai người chứ. Bọn ta giúp. Chừng cho cẩn thận vào. Dạ vâng đại ca. Nhanh lên. Ui. Đấy, nhìn thấy chưa? Bọn chúng đang canh ở dưới đó. Vậy là ta đã giúp hết nước hết cái rồi đó. Giờ thì chịu, chả biết làm gì. Ê, trong đó nguy hiểm lắm. 10 người vào chết cả 10 đấy. Thì sao nào, ta không sợ. Ê, thế cô cẩn thận nha. Cô yên tâm nha. Có làm sao ta lo ma chay tử tế cho. Không buồn đâu. Chúng là dạy. Có kẻ đột nhập. Chủ nhân của các ngươi đâu? Mau gọi ả ra đây. Wednesday, muốn gặp chủ nhân của ta phải bước qua xác của ta. Wednesday, ngươi cũng khá lắm. Thưa chủ nhân. Búp bê đâu? Ngươi mau ra đây. Wednesday, ngươi tới số rồi. Không biết tụi này có làm được việc
không nữa. Thế này xem ngươi thoát khỏi đây như thế nào. Trăn trối nữa sao? Nếu mà bây giờ cô giết ta thì thì làm sao? Thì này này. Búp bê, ta chưa kịp xử lý mà ngươi đã đánh lén ta sao? Đồ xấu xa, đồ bỉ ổi, ngày đông hiếm yếu à? Thả ta ra. Mày có khác gì đâu, gieo nhân nào gặt quả nấy nhá. Thả ra, giờ ta phải bắt ả về quy án. Rồi tạm biệt đi. Nhanh thế nhờ. Ê, tính ra cuối cùng con vẫn thắng. Mẹ đưa tiền đấy. Tiền cái đầu mày. Ê, đứng lại, con nói thật mà.